Đây là mặt hoa của nữ hoàng Ruby, một dòng hoa lan đẹp và nổi tiếng Đây là cái dòng hoa này đi thi ở cuộc thi hoa lan tại Thái Lan đã được đạt giải đấy ạ. rất là đẹp đúng không ạ? Và người chồng người ta phải mất 3 năm để tạo ra một cái tác phẩm cực kỳ là đẹp và mê ly. Đó, em sắp chuẩn bị sâu cho các bác xem Đây ạ. Cây rất là đẹp, em cho cả nhà xem mặt hoa trước hoa nó rất hạt thơm, sai hoa và đặc biệt là rất là dễ trồng. Đó một cái tác phẩm gọi là làm lay động trái tim người yêu hoa lan đúng không ạ? Và bây giờ thì em Thảo sẽ quay cây thực tế và em chọn ra được 20 cây rất đẹp. Ngày hôm nay gia đình em Thảo xin chia sẻ và giới thiệu đến cả nhà một cái dòng hoa lan gọi là nữ hoàng Ruby. Đấy, nữ hoàng ruby vip hàng vip xin sò của nhà em đây à. đó em quay như này là chúng ta cứ nghĩ là chúng ta lạc vào một vựa lúa nào đúng không ạ đấy sai như một bông lúa luôn này cả nhà nhìn đây toàn hoa đôi hoa đôi rất là đẹp mà sai hoa tận gốc luôn này đó đây là em thảo đang cắt nước để em thảo gửi cho khách xỉ rồi và em thảo có lựa ra được 20 chậu đẹp nhất trong đám này đó, trong 200 cây thì những cây đẹp như này thì em thảo sẽ lấy xuống dưới để em cho các bác xem là từng cây nó sẽ đẹp như nào nhá đây là hàng vip xịn sò Năm ngoái thì em thảo bán giá cho cô chú anh chị Nếu mà bác nào đã sưu tầm là biết đúng không ạ Là 900 cho đến 1 triệu một chậu Và năm nay em thảo bán giá chia sẻ cho cả nhà hữu nghị Việt Lào luôn Đây là những cái cây em thảo đã lựa ra để em bán cho khách lẻ Những cô chú anh chị chúng ta chơi hoa, yêu hoa đúng không ạ Đây cây sai hoa tận gốc này Mỗi một chậu của nó là từ có hai mầm gốc nha các bác nhá Đây Đấy, em thảo đặt xuống dưới đất này các bác nhìn này vì hoa nó còn nhỏ đấy về chúng ta khoảng tầm một tuần hơn nữa thôi là sẽ được ngắm hoa luôn nhé cả nhà nha em quay như này thì thì rất là xuất sắc cây bên kia nó chỉ cao khoảng 80 đến 90 thôi mà em thảo lựa cho các bác toàn những cái chậu này cao khoảng tầm 90 đến 1 mét luôn đó có hai thân đều đều như nhau đó nó sẽ có thân thấp hơn thân cao hơn đây sai rất là nhiều hoa và hoa của nó khỏe và nhiều hoa như thế này thì không chỉ là do chúng ta chăm sóc đâu ạ nó chỉ là một phần thôi 50 50 còn lại là do à, giống nó khỏe đấy ạ đó mỗi một cây của nó em sẽ chọn các bác là từ hai mầm nha cả bạn nhà nhá hai mầm, em thảo bán giá hữu nghị luôn đó chỉ bằng đúng bằng giá một nửa năm ngoái đó chính là 550 000 đấy 550 000 một chậu có hai mầm như này hai thân cao giáo sinh xắn cao từ 90 đến 1 mét đó nếu mà bác nào mà mua hai chậu là 1 triệu một triệu mốt em thảo sẽ miễn phí ship và cô chú chị được xem hàng trước khi nhận đây các bạn nhìn thấy không rất rất nhiều hoa luôn Xa như một bông lúa luôn nhé cả nhà nhé Nhiều hoa lắm Và hoa của nó vừa vừa như thế này Thì cô chú chị mua về là là khoảng tầm hơn một tuần nữa là Nó sẽ nở hoa gọi là tuyệt vời Ông mặt trời luôn Đó em thảo bán là 550 nghìn một chậu Cô chú chị nào yêu mến thì có thể xem em thảo livestream vào lúc 8 giờ tối hàng ngày Hoặc là có thể là nhắn tin vào số điện thoại của em để đặt hàng nhé Em có 20 chậu Đó em đã phần ra những cái chậu đẹp nhất trong lô này Để em gửi cho cả nhà bên này đây là những chậu cây phi điệp thân thủ người đẹp ngọc đan một cái dòng hoa lan được rất nhiều cô chú chị quan tâm khi mà em thảo live stream đúng không ạ cây này là cái dòng mới và cái dòng này thì là dòng thân thủ cực kỳ là đã luôn bác nào mà uh, mua về chúng ta sưu tầm là quá là xuất sắc đó rất là đáng đồng tiền bắt gạo luôn đấy ạ cây ngọc đan này thì chiều cao hiện tại nó là cây năm 2. cả nhà nhìn đây là thân năm nhất này còn đây là thân năm 2 của nó đó nếu mà được chúng ta chăm sóc tốt thì năm sau nó có thể đạt trên 2 mét luôn đấy ạ đó, cái này thì em thảo bán cho cô chú anh chị chậu một thân cao khoảng từ 50 cho đến 60 cm nha các bác nhá. 50 đến 60 cm rồi. Đó, em bán là bình thường em thảo bán 350đ ạ. Ngày hôm nay em thảo chỉ bán cho các bác là 200 000 một chậu, một thân. Và bên này là chậu hai thân, hai thân này nó chỉ cao khoảng tầm 35 cho đến 40 cm thôi. Đấy, một thân thì nó chưa cao lắm. Nhưng mà được cái là cái dòng này lá rất là to. Hai thân em thảo bán 250 000 Đó. À, nếu mà cô chú chị mà chúng ta sưu tầm thôi Đây các bác nhìn này Cây này chúng ta phải luyện thành lá mít nhé cả nhà nhé Đó, phải luyện thành lá mít luôn Vì là cái cây này lá nó rất là to Em sẽ đo cho cả nhà xem về cái bản lá của nó này Đó, những cái cây lá to nhá, Về cơ bản luôn này Đây, lá của nó là đạt được gần 6cm luôn Đó, đối với những cây lá to Nó phải đạt trên luôn đi ạ Và chiều dài của lá thì vô cùng dài luôn này Đó, chiều dài của lá là trên 10cm luôn đó Nếu mà chúng ta chăm sóc tốt nha các bác nhé đó, đây là em đo những cái cây to cao nhất thôi ạ Đấy, các bác nhìn đây Đó, vì lá của nó rất là nhanh bị dập Các bác nhìn này Bởi vì nó lá là dòng lá to Và cái lá của nó là bản lá cứng ấy Lá cứng, lá giòn Nên, nên thành ra là trong quá trình vận chuyển Thì nó đã bị dập một hai lá rồi Tuy nhiên rằng là bây giờ hiện tại thì cây nó đã thắt ngọn rồi Nên là không sao cả các bác nhá Đây, đấy, nếu mà được ổn định chất dinh dưỡng là nó có thể thành mít luôn đấy ạ đó, người đẹp ngọc đan này thì bác nào yêu mến thì chúng ta sưu tầm. Bởi vì mặt hoa thì nó đã có hoa ở trên rất đẹp rồi, nói chung là dòng này là dòng chủ yếu chơi thân lá. Đấy, chúng ta sưu tầm khoảng hai chậu về làm cái thân thụ trấn vườn của nhà mình thì thật sự xuất sắc luôn. Các nhìn được chỉ sọc của nó cũng rất là đẹp này. Thân của nó là thân mập ú nu luôn. Và mầm gốc thì nó hiện tại nó mới bắt đầu Cây này là dòng hoa muộn nhé cả nhà nhá Dòng hoa muộn nên là bây giờ Nó mới bắt đầu đang trong quá trình chuẩn bị dụng lá Để lấy mầm thôi nên là chưa có mầm gốc đâu nhé cả nhà nhá Đó cây cao một thân là 50-60 Còn hai thân thì nó sẽ thấp hơn khoảng 40 à, 40-45 thôi Đó có hai dòng Có hai loại thì bác nào muốn lấy loại nào cũng được Đó nếu mà lấy một loại loại một thân thì thân nó rất là mập Lá nó rất là to luôn Đó nó sẽ bị lỗi một hai lá nhé cả nhà nhá đó, cái dòng này chúng ta lấy, lấy về làm giống thôi Và đây là những chậu cây phi điệp hàng gieo hạt của nhà em. Riêng dòng 5 cánh trắng thì em Thảo có 5 cây trắng phú thọ, 5 cây trắng hiển oanh và 5 cây trắng bạch tuyết. Hàng gieo hạt nhé, cả nhà nhé. Em Thảo bán đồng giá là 200 nghìn hay cả nhà nhìn ạ. Ví dụ như ở đây là 5 cây trắng phú thọ này. Đó, mỗi một chậu của nó gồm có hai mầm. Đó rất là đẹp nhé. Anh chị em mà muốn xem cây trực tiếp thì có thể xem vào lúc em Thảo livestream stream vào lúc 8 giờ tối hàng ngày đó đây chính là năm trắng phú thọ này mỗi một, một chậu của có hai mầm gốc và vì nó là cây năm hai cả nhà nhá. nên là cái chiều cao của nó thì nó chưa cao lắm đâu các bác nhìn đường chỉ sọc của cây hàng gieo hạt nhưng mà rất là đẹp đó là đối với cây năm cành trắng phú thọ hàng gieo hạt này à, mặt bông mẹ của nó thì rất là xuất sắc rồi tiếp theo ở bên này là cây phi điệp năm cái trắng hiển oanh Đấy đường đường chỉ sắc của cây năm trắng hiển oanh đã. Mỗi một chậu của nó từ 1 đến 2 mầm thì em sẽ cố gắng lựa chậu 2 mầm cho cả nhà nhá. Đó. Đây cũng là cây năm 2, em thảo cũng bán là 200 000 nghìn là cây phi điệp năm cái trắng hiển oanh hàng gieo hạt. Đó, bác nào muốn xem trực tiếp thì có thể xem em livestream. Và bên này là năm cái trắng bạch tuyết hàng gieo hạt của nhà em này các bác nhìn đây, cũng có hai mầm, em thảo bán 200 000 nghìn đó nếu mà đây cô chú chị em có đánh dấu hết cho mọi người rồi nè mọi người yên tâm nhá mặt hoa mẹ của năm trắng bạch tuyết rất là đẹp này em cho cả nhà xem luôn nhá đó năm cái trắng thì em có 3 dòng là năm cái trắng phú thọ năm cái trắng bạch tuyết và năm cái trắng hiển oanh cô chú anh chị mua từ 3 chậu trở lên thì em thảo sẽ miễn phí ship cho cả nhà nhá mua từ 3 chậu bình thường là hóa đơn trên một triệu em thảo mới bao ship nhưng mà anh chị em mua thì em thảo từ ba chậu thì em thảo miễn, miễn phí ship luôn nhá đó còn riêng với dòng hồng ở bên này đó Bên này đây là những chậu cây phi điệp hồng gieo hạt của nhà em nhé cả nhà nhé Có rất là nhiều cây luôn thì tối em Thảo có live stream vào lúc 8 giờ Thì cả nhà có thể xem em Thảo live stream Bây giờ em Thảo sẽ quay cho các bác xem có rất là nhiều cây của nhà em Đó em sẽ lấy ra vài cây tiêu biểu thôi nhé cả nhà nhé Riêng những cái chậu một thân ở bên này thì nó sẽ cao hơn một chút Một thân em Thảo bán là 180 nghìn Còn chậu hai thân hai thân em Thảo bán cho cả nhà là 200 nghìn nhá cả nhà nhé Đó À, em có 7 dòng hồng gồm có hồng minh châu này hồng yên thủy hồng mỹ nhân hồng nhật hạ hồng bồng lai và cây hồng á hậu có cả hồng xòe nữa em sẽ cho các bác xem từng loại nhé đầu tiên một cái dòng hoa đẹp nhất và xinh nhất của nhà em nó là đỏ ấy. mấy cây em lựa ra thôi đây là hồng minh châu này hồng minh châu chậu hai thân như thế này các bác nhìn là hai thân nó sẽ thấp hơn vì nó là cây năm hai nên nó chỉ cao khoảng tầm 5 cho đến 7 cm thôi em đã bán cho các bác một chậu như thế này là 200 trăm nghìn đó, chậu hai thân là 200 nghìn Đó, là hồng minh châu này Tiếp theo bên này là hồng yên thủy này Hồng yên thủy cũng có hai mầm gốc Em Thảo cũng bán cho các cô chú anh chị là 200 nghìn là hồng yên thủy Với mặt bông mẹ của nó rất là đẹp đúng không ạ Đó, và bên này là hồng mỹ nhân Hồng mỹ nhân đây các bác ơi nhìn này Hồng mỹ nhân này đó, chậu hồng mỹ nhân này thì em thảo bán cho cả nhà cũng 200.000 chậu hai mầm gốc nha các bác nhá Đó, và bên này chính là cây phi điệp hồng á hậu này đó hồng á hậu có từ hai mầm hai ba mầm đó là hồng á hậu rồi và cuối cùng bên này là cây hồng xoe đó hồng xoe gieo hạt hồng xoe thì nó cũng có chủ yếu là hai mầm thôi hai ba mầm đó toàn là hai mầm này đó và còn có hồng nhật hạ hồng nhật hạ những cái cây hồng nhật hạ ở bên này này đó hồng nhật hạ có chậu cũng chỉ có hai mầm thôi này hai ba mầm nói chung là tầm hai mầm thôi Bởi vì hai ba mầm thì không có đâu à, không có nhiều ba mầm toàn là hai mầm đó và cái hồng bồng lai thì hồng bồng lai và... thì à, thân của nó cũng đỏ đẹp đó cũng có hai mầm đẹp này đó thì anh chị em nào mà muốn xem những cái cây như thế nào thì em thảo sẽ cho cả nhà xem còn ở góc bên này là cây hồng á hậu này hồng á hậu ở bên này này đó hồng á hậu bên này thì những cái chậu của nó các bác nhìn này nó cũng có khoảng hai mầm hai ba mầm đó này. đấy nói chung là cây của nó bác nào muốn xem trực tiếp cây của mình chọn như nào thì có thể nhắn tin qua zalo em chụp hoặc là em sẽ lựa cho các bác cây đẹp và các bác được xem hàng trước khi nhận đó là về năm à, và về bảy dòng hồng của em đó. đó bên này thì nhà em thảo có rất là nhiều những cái dòng hoa nữa thì em Thảo sẽ quay cho cả nhà xem nhé. Đây là em cắt nước em gửi cho mọi người này. đó đây nhiều lắm, rất nhiều cây luôn. bên này đây là những chậu cây phi điệp lá mít cổ đại, một dòng hoa lan đẹp và nổi tiếng đúng không ạ? đấy không những là chơi lá, chơi hoa, chơi thân đều đẹp đúng không ạ? chơi lá thì lá lá mít to đùng luôn, chơi thân thì thân mập ú nu đúng không ạ? và chơi hoa, hoa của nó hồng môi tuyết rất là đẹp đúng không ạ? đó hiện tại thì đây là hàng ươm ki đó đang trong quá trình dụng lá để uh, nuôi dưỡng mầm gốc và cho hoa rồi đấy đây này con này đang trong quá trình dụng lá vàng lá để dụng lá rồi đó bởi vì nó là theo quy luật tự nhiên thôi nó bắt buộc phải dụng lá để nuôi dưỡng mầm gốc và nuôi dưỡng uh, hoa đây các bác nhìn này đấy những chậu này em thảo bán bình thường là 290.000 chín mươi đúng không ạ ngày hôm nay em thảo bán giá chia sẻ cho các cô chú anh chị một chậu Đấy, những cái chậu mà có hai mầm như này, lựa cho các bác chậu có hai mầm nhá. Với giá là Bình thường là bán 290 các ngày hôm nay bán 220 000 thôi. Hiện tại cây để à, đang trong quá trình lá, chúng ta mua về là chúng ta được xem hoa luôn và chúng ta làm giống luôn nhé cả nhà nhá. Chỉ có 220 000 một chậu thôi. Đấy, ngày trước bán 290 chậu một thân sinh chưa. Đó, nhưng mà nó đang trong quá trình dụng lá rồi. Đó, cây này ngày trước mọi người hay gọi nhau là cây phi điệp của người giàu đúng không? Bởi vì là cây này rất là giá trị kinh tế cao luôn Riêng năm ngoái khi mà Covid chưa ghé thăm thì uh, nền kinh tế Việt Nam mình vẫn còn rất là mạnh Những chậu này em thảo bán còn được 460.000 đó các bác Đó, năm nay bán giá cho các bác 220.000 Đấy, chỉ còn có số lượng khoảng tầm 50 chậu Thì bác nào mà chúng ta sưu tầm thì có thể gọi điện cho em thảo trực tiếp Hoặc là có thể xem video của em uh, live stream trực tiếp vào lúc 8 giờ tối hàng ngày nhiều cô chú anh chị hỏi quá nên là hàng về thì em quay cho các bác luôn nhá Ngày hôm nay cái dòng sáu mắt này thì cực kỳ là đẹp Mặt hoa đã sổ trong lô em cho cả nhà xem ở trên màn hình đây chính là mặt hoa sổ trong lô nhá Đó thì em Thảo có chia ra để bán cho các cô chú anh chị chia sẻ nhá đó những cây này bình thì em Thảo bán cho các bác là 250 cho đến 300 nghìn một chậu Ngày hôm nay duy nhất em Thảo sẽ bán chia sẻ cho cả nhà để lấy về làm giống nhá Phi đập 6 mắt này Đó chậu một thân em Thảo bán cho các cô chuyến chị bình thường là 250 Hôm nay em Thảo chỉ bán với giá là 140 nghìn thôi Đó 140 nghìn một chậu một thân cao khoảng 30 cho đến 40 cm Một thân là sẽ cao hơn này Tiếp theo chậu hai thân này À, em bán là 280 đúng không ạ? Ngày hôm nay em bán cho các bác là 160.000 chậu 2 thân. Đây chậu 2 thân nó sẽ tấp hơn chậu 1 thân một chút xíu. Đó. Đây là chậu 2 thân của nhà em nhé. Có những cái chậu 2 thân này các bác nhìn đường trị sọc. Cây này thân rất là đẹp luôn. Đó hiện tại thì cây của nó đã trong quá trình dụng lá để về chúng ta trời hoa rồi. Đó, phi đẹp sáu mắt nha các bác nhá, hai thân. Rất là đẹp luôn về cây đang chuẩn bị bật mầm gốc này. Đó. Tiếp theo chậu ba thân, em thảo có một vài chậu. Chậu ba thân thì em thảo bán cho cô chú anh chị là 200 000 nhá, chậu ba thân em có một vài chậu thôi. Đó đây, chậu ba thân này sẽ thấp hơn chậu hai thân một chút bởi vì nó phải phân bổ nhiều chất dinh dưỡng. Đó mặt hoa này là 6 mắt nha các bác nhá. Đó một thân em bán 140 000 nghìn hai thân 160 000 và ba thân là em thảo bán 200 000 Đó là cây phi điệp 6 mắt. Đó chung là những cái cây phi điệp này rất là đẹp luôn. Thật sự xinh xuất sắc luôn này. Đó, ở bên này em thảo đã phân loại ra cho các bác để ngày mai em gửi hàng cho mọi người luôn đây đó nói chung là những cái chậu hai thân ba thân thì không có nhiều đâu đó chủ yếu là hai thân thì nếu mà chúng ta chỉ mua về sưu tầm thôi thì chúng ta lấy một thân được Và đây là cây thực tế đang nở tại vườn của nhà em và nhà nhìn đây các bạn Đó, với cái cánh của nó trắng tinh Môi của nó là môi này là môi phần này là trắng này Các bạn nhìn thấy môi của nó là môi trắng này Cái chỗ này là thành giống trái tim đúng không ạ Học của nó là họng sức hồng và mũi hồng rất là đẹp Nói chung là cây này chơi hoa chơi hương đều đẹp hết và nó rất là thơm đó cây này thì đợt trước tết em thảo bán cho cô chú chị chơi hoa tết à, một chậu như này là 300.000 trăm nghìn đúng không ạ ngày hôm nay em thảo có khoảng tầm 50 chậu hiện tại đã sổ tại vườn đó bởi vì là rất là nhiều bác nó hay là cây này nó sổ ra cánh hồng thì em thảo có để nở tại vườn nó trắng tinh cánh nó trắng tinh luôn rồi đó em thảo bán cho cô chú chị giá tri ân Đấy, chân tri ân cho cô chú chị những chậu à, bình thường có một mầm thôi Nhưng mà em Thảo chọn các bác cho hai mầm như này Với giá 130.000 đồng Đấy trước em thảo bán là 300 nghìn đó Nhưng bây giờ em thảo tri ân Đấy, chỉ có bằng này thôi nên là bác nào mà yêu mến thì có thể gọi điện trực tiếp để đặt hàng với nhà em Đó thì mà khi mà các bác mua về đây năm sau nó sẽ sai hoa nhiều như thế này Đây là cái cây có cái hệ nhà em hệ thống phun nước tự động nên nó có bắn vào nên nó hơi tàn một chút xíu Đấy, bác nào mà mua hai chậu có bốn có bốn mầm em chọn cho các bác là có bốn mầm thì năm sau sẽ được những cái vòi hoa này các bác nhìn thấy gì ạ Dòng này chơi hương, chơi hoa, chơi thân đều đẹp hết, thân nó xanh sạch này Đó, các bác nhìn thấy mê chứ ạ, rất là đẹp đúng không ạ đó bên này đây là mặt hoa của cây phi điệp hồng ngọc quán quân là một trong cái mặt bông được gọi là người đẹp quán quân tại cuộc thi hoa lan uh, năm 2016 tại đài loan là em có nhìn thấy mặt bông đẹp chưa cánh hồng này mắt có mắt xước lưới này mũi hồng rất là đẹp đúng không ạ đây cả nhà nhìn thấy qua em cho cả nhà xem luôn xinh chưa và vào năm 2018 này 2017 và 2016 là một trong cái mặt bông được nhiều cô chú chị săn lùng bởi vì cái cây này rất là dễ trồng hoa sai cực kỳ là to các bác nhìn này hoa to lắm đó hai cây là cặp đôi hoàn hảo luôn các bác đó chậu phi điệp này vì là rất là nhiều cô chú chị chơi va đúng không ạ đây là một trong những cây phi điệp à, dần bị lãng quên và cần được các cô chú chị yêu hoa để quan tâm đến đúng không ạ đây hiện tại thì nhà em thảo có những cái chậu có hai mầm đẹp như thế này các bác nhìn này có những chậu hai mầm đẹp như thế này có những cái chậu có một mầm thôi nhưng mà em thảo sẽ lựa cho cả nhà những chậu có hai mầm và hiện tại có một số cây đang có nụ nữa này đó em thảo bán giá chia sẻ cho cả nhà để các bác về chúng ta sưu tầm giống thôi là 130.000 và đây là cái cặp đôi hoàn hảo đúng không ạ đó, đó chính là cây phi điệp hồng ngọc quán quân và cây phi điệp năm cánh trắng mắt sức hồng. Hai mặt bông này nếu mà bác nào sưu tầm thì em thảo bán cho cả nhà với giá là 250 000 một cặp. Đó, mỗi một chậu em thảo sẽ lựa cho cả nhà hai mầm luôn nhá. Đấy, cây này xinh lắm luôn. Đó, lấy về làm sống có hai mầm như này này các bác nhìn này. Đấy, hai mầm này. Đẹp chưa? Cây nào cũng xinh hết luôn đó. Đấy, đây cây nào cũng có hai mầm cả. Và số lượng thì em thảo không có nhiều nên là cô chú chị nào yêu mến thì gọi đến trực tiếp để đặt hàng với nhau Bên này là những chậu người đẹp Viễn Châu, hàng em thảo thanh lý các bác nhà em gửi cho một khách rất là lớn ở dưới À, trong miền Nam và em gửi theo xe đi thì người ta có công việc quan trọng nên người ta không lấy được ngày hôm nay thì em thảo bán thanh lý cho các bác đó em đã hoàn về vì nó ở trong hộp lâu nên là cây của nó này đấy nó chuyển sang sắc tố là màu trắng trắng luôn nhưng mà khi mà chúng ta phục hồi thì nó sẽ trở lại màu xanh đó bác nào mà đã từng chăm hoa thì chúng ta biết đúng không ạ bởi vì rất là nhiều bác khi mà mua ở nhà em thảo về mà để trong hộp lâu thì nó cũng như thế này thì chúng ta phục hồi sau một tuần thôi thì nó sẽ trở lại bình thường và nó sẽ cho chúng ta cho hoa và cho mầm gốc bình thường đừng cho các bác nhé. Đó những cái chậu này nhiều thân như này em thảo bán 250.000đ ạ. Ngày hôm nay thì em thảo chỉ bán cho các bác là 130 000 một chậu. Mua hai chậu là 250 000 Đấy, có từ 1 cho đến 3 4 thân cũng có nhá. Nếu mà những cái chậu nhiều thân thì nó sẽ rất là thấp. Đó, nếu mà chậu hai thân thì nó sẽ đều hơn này. Đó, ví dụ như chậu hai thân này nó sẽ cao giáo đẹp hơn này. Còn chậu một thân thì nó sẽ rất là cao hơn. Đó, còn những cái chậu nhiều thân, nhiều thân nó sẽ ngắn cụt cụt như thế này. Nhưng mà chúng ta nếu mà lấy về làm giống thì chúng ta có thể lấy cây nào cũng được. Em thảo bán 130 nghìn một cây. Đó, từ 1 cho đến 2, 3, 4 thân. Nếu mà chúng ta lấy thấp hơn ấy thì nó sẽ à, nhiều nếu mà thấp hơn thì nó sẽ nhiều này các bác nhìn này đó hôm nay bán giá rất là rẻ hữu nghị cho các bác luôn thế này cây này em thả phục hồi được 4 ngày rồi nó đã trở lại xanh rồi này, này. có nhìn này đấy nên là các bác yên tâm nhá đó, chúng ta phun em sẽ hướng dẫn cho các bác chia sẻ cho các bác vào nhà em thảo phục hồi bằng B1. Thì B1 bình thường chúng ta pha lưu lượng là 1 ml trên 1 lít nước đúng không ạ? Ngày hôm nay khi mà chúng ta phục hồi cây này thì chúng ta phun là à 1 ml với 2 lít nước cho phun loãng ra. Sau đó chúng ta phun chúng ta tưới thì tưới dấp vào dưới gốc này thôi. Đó, thì khoảng tầm 3 ngày chúng ta tưới một lần thì nó là chúng ta tưới hôm qua là được Đó, tung 3 ngày chúng ta tưới một lần Thì nó sẽ phục hồi sau một tuần Đó, đây là nhà em Thảo bán hàng đi rất là nhiều Nên là lâu lâu cũng có những cái hàng hoàn vế Thì em Thảo đều phục hồi như thế Và cái cây sẽ phát triển rất là nhanh Đó Đây, cái dòng này rất là sai hoa Các bác nhìn thấy không Đấy, người ta có câu là à, cái dòng mà sai hoa được nhiều ấy nó không chỉ là do do chúng ta chăm sóc tốt đâu mà là do giống của nó khỏe nữa người đẹp viễn châu hoa đẹp nó cánh của nó hơi ám các bạn, cánh của nó hơi ám sau đấy là môi của môi tuyết Đấy, mắt của nó đẹp sung lung linh luôn và cái dòng này rất là sai hoa em thảo bán cho cô chú chị 130.000 đó mua hai chậu mua hai chậu em thảo bán hai trăm rưỡi đó và khi mà chúng ta mua thêm một cái chậu nào khác nữa ở trong nhà em ngày hôm nay em quay thì các bác sẽ được miễn phí ship. Đó cứ mua từ 3 cây em thảo sẽ miễn phí ship cho tất cả các cô chú chị nhá. Số lượng em thảo còn có hơn 40 chậu thôi nên là bác nào mà chốt thì sẽ à, kèm theo số điện thoại hoặc là nhắn tin vào cho em nhé Ngày hôm qua livestream cái dòng thân xanh sạch thì được nhiều cô chú chị hỏi quá. Em đã bán hết sạch luôn nhưng mà không ngờ là nhà em còn xếp lại khoảng tầm 30 chậu ở bên này. Đó thì em Thảo sẽ quay giới thiệu đến cả nhà nhá. Đó cây này là em lên livestream là hết nhanh lắm luôn đấy. Bác nào mà muốn xem trực tiếp thì có thể xem em Thảo livestream vào lúc 8 giờ tối. Đây các bác nhìn đường chỉ sọc này. Cây này là cây thân thủ nha các bác nhá. Thân thủ năm sau là bây giờ hiện tại nó to bằng ngón tay cái của em rồi. Năm sau chúng ta chăm sóc tốt và nó là nó cao hơn 1 mét luôn. Thân có thể to bằng ngón chân cái của chúng ta đấy ạ Đấy, các bác nhìn thấy không ạ? Chơi thân, chơi lá đều đẹp hết Mặt hoa này là chưa biết mặt hoa đâu cả nhà ơi Chỉ biết là nó thân xanh sạch đẹp thế này thôi Đó, chậu một thân Em thảo bán giá chia sẻ cho cả nhà Giống như là các bác live stream xem em luôn Em bán 160 nghìn Còn nếu mà các bác chốt chậu hai thân như thế này Em thảo bán cho các bác là 185 nghìn Chậu hai ba thân luôn nhá Đấy, không quá là cao đâu Bởi vì nó là cây giống đang bật mầm gốc âm âm luôn đó Đấy, xin chưa Đấy, chọn bác từ hai mầm gốc trở lên luôn đó thì em bán có các bác lấy chậu 3 thân thì cũng có nhưng nó sẽ thấp hơn này Và hiện tại thì cây đang trong quá trình dụng lá bởi vì nó bật mầm gốc thì nó bắt buộc phải dụng lá để nuôi dưỡng mầm gốc và nuôi dưỡng hoa Đấy nên là bác nào mà yêu mến thì chúng ta sưu tầm Bởi vì là em cứ nghĩ là hết rồi bởi vì hôm qua nhiều bác chốt quá bây giờ vẫn còn ở khu này Thì các bác muốn lấy chậu bao nhiêu thân em cũng bán cho các bác với giá 185.000 Đó nếu mà bác nào mà lấy uh, cho em Thảo từ 3 cây trở lên em Thảo sẽ miễn phí ship nhá. Còn cô chú chị nào muốn xem cây trực tiếp thì vào lúc 8 giờ tối em có live stream đó. Bên này đây là những chậu cây phi điệp năm cái trắng Đài Loan là một trong cái dòng hoa nhà em Thảo lấy về bắt sổ. Đó anh xã em thì lấy về bắt sổ. À, có cả cây to và cây bé thì những cái ki bé như thế này em sẽ cho cả nhà xem mặt hoa trong lô trước nhá và đây là một trong những cái mặt hoa rất là đáng để chúng ta sưu tầm đó mặt hoa trong lô nó sổ đẹp như thế này nhưng mà tuy nhiên là sẽ có sự biến thiên nên là em thảo sẽ cho cả nhà xem mặt hoa nhá và đây chính là mặt hoa trong lô của cây năm cánh trắng đài loan này cả nhà nhìn thấy không ạ nó có cả ám xanh này có cả hơi ám và có cả năm cánh trắng nhưng mà chủ yếu là năm cánh trắng nha các bác nhá bởi vì là mặt hoa nó có sự biến thiên nên là em sẽ à, lấy về săn các bác nhìn đây có cả có mũi vớt hồng và mũi trắng đấy chủ yếu là rất là nhiều cây mũi trắng và phân thủy rất là rõ ràng thì em thảo bán chia sẻ cho cả nhà giá rất là rẻ giống như là một trong những cây bình thường thôi nên là anh chị em nào mà chúng ta muốn được một tấm vé số đẹp đấy tấm vé số này là à, được đã được giải nhất hoặc là giải nhì luôn rồi các bác nhìn này Đó, cây rất là đẹp nhé có thể sổ ám hoặc là năm cánh trắng chủ yếu là năm cánh trắng nhiều hơn đây các bác nhìn này xinh cực luôn cây này thì em lấy về săn thì bác nào mà chúng ta lấy mặt bông nó rất là xinh đó đây là ông xà em sưu tầm em bán chia sẻ cho cả nhà luôn đó để cả nhà cũng có thể săn đây mặt hoa của nó đẹp và đây là cái kia thực tế kia nhỏ nhé cả nhà nhé em có kia lớn ở bên này đó thì à, em sẽ quay kia lớn trước này kia lớn thì những cái chậu nó đang có hoa nụ này các bác nhìn này nụ nó xanh ngắt như này thì cái cơ hội chúng ta bắt được những cái cây hoa đẹp rất là cao đúng không ạ đây có nhìn này hoa hoa xanh ngắt luôn này đó hoa xanh ngắt luôn các bác nhìn này đó xinh chưa những cái chậu nó từ một đến hai thân như này đang có mầm gốc này từ hai từ một đến hai mầm gốc em thảo đang bán giá chia sẻ cho cả nhà những cái chậu này là một triệu rưỡi là cây to nhé các bác nhá Nói chung là lô hoa thì em vừa mới cho cả nhà xem mặt hoa trong lô của nó Đó trong lô này có rất là nhiều cây mũi trắng và chủ yếu là năm cánh trắng là nhiều Đó bởi vì mặt hoa nó có sự biến thiên nên là người ta lấy về săn Đó còn ki thì em sẽ chia sẻ cho cả nhà với giá là 300 nghìn một ki Đó em bán chia sẻ cho cả nhà từ trước Tết luôn đó Thì bây giờ nó đã bật mầm gốc này đó đã bật mầm gốc thì chúng ta mua về em có hai loại nhá loại là bật mầm gốc thì nó bắt đầu đang trong quá trình vàng lá để dùng lá và nuôi dưỡng mầm gốc này cái này chúng ta phải về kích hoa được luôn còn đây là nếu mà chúng ta lấy cái lá của nó còn xanh dườn như thế này đó còn xanh dườn như này thì nó lại chưa có chưa có mầm gốc đâu thì về chúng ta chờ mầm gốc cũng được đó thì em có hai loại như thế thì cô chú chị muốn lấy loại như thế nào cũng được này Đấy, em bán 300 nghìn một kỳ để về chúng ta săn Đó cũng chỉ bằng một bằng những cái kỳ ám của nhà em thôi Ví dụ như đây là đây là những cái kỳ ám là ám hòa bình của nhà em Em cũng bán chia sẻ cho cả nhà là 300 nghìn một kg rồi Đó, đây những cái kỳ ám của nhà em là cám ám hòa bình này Ám thanh hóa và cánh bầu thì em Thảo cũng bán giá là 300 nghìn một kg rồi Đó, thì cô chú anh chị nào muốn lấy Kỳ uh, ki to hay là ki nhỏ đều được. Còn cô chú anh chị nào muốn xem thực tế thì có thể là xem uh, em Thảo livestream vào lúc 8 giờ em Thảo sẽ quay cho cả nhà xem từng loại bởi vì vườn của nhà em có rất là nhiều loại khác nhau. Đó còn bên này là những cái cây uh, cũng là năm cái trắng Đài Loan nhưng mà đây là của chồng em uh, từ trước Tết đây. Và vừa vừa rồi vừa, vừa kích hoa này các bác nhìn này. Kích hoa đâm đâm rồi nó không biết là hoa hay là ki. Đó. Đó thì khi mà gửi em sẽ gửi cho cả nhà. Em còn có không có nhiều ki nữa đâu nên em bán giá chia sẻ cho cả nhà có 300 000 một ki thôi. Em sẽ chọn cho cả nhà có mầm gốc. Đó, những cây này về chúng ta kích hoa. Đây là cái cây hàng vip xịn sò của nhà em, đó chính là cây phi điệp năm cái trắng phú thọ lai like với cây sáu mắt. Đấy, thì em sẽ cho cả nhà xem hai cái mặt bông của nó lai like với nhau đây. Đó, em cho các bác xem video của nó luôn nhá, hai cây này lai like với nhau. Đây, và đó chính là em là cho các bác xem nhé Những cái cây này Đường chỉ sau cái này nhìn thấy giống năm cái thằng Phú Thọ chưa ạ Đường chỉ sau của cái cây này cực kỳ là đẹp luôn Rất là xinh và xuất sắc con nhìn này đó, bác nào mà đã có hàng ươm kiều cây năm chẳng phú thọ các bác nhìn cây này này đó đây là hàng like với nhau tạo ra một cái mặt bông thì chưa biết thì cho các bác sưu tầm thôi em thảo bán giá chia sẻ cho các bác cực kỳ là mềm luôn đó những chậu này Nhẽ ra là phải giá 250 nghìn Nhưng mà ngày hôm nay em bán giá chia sẻ cho các bác Để cho các bác về chúng ta cùng săn mặt hoa thôi Đó em Thảo bán 130 nghìn Số lượng em Thảo các bác nhìn này Hôm nay live stream thôi Đó và đăng lên trên facebook thôi Mà được rất nhiều cô chú chị yêu mến hỏi Cây của nó cao khoảng từ 20, 25 cho đến 30 cm nha các bác nhá Cây đẹp chưa các bác Này đường chị sọc này Đẹp mê ly luôn Hai mặt bông này like với nhau thì chưa biết mặt hoa gì thì nói chung là chúng ta chơi hoa thì chúng ta càng mong muốn là có những cái mặt bông độc và đẹp đúng không ạ? càng mặt bông càng độc thì nó càng có giá trị kinh tế cao đúng không ạ? Đó và em thảo bán giá chia sẻ cho cả nhà là 130 000 một chậu phi điệp 6 mắt lai like với 5 cái trắng phú thọ. Thì cô chú anh chị nếu mà đặt hàng thì có thể là gọi điện hoặc là nhắn tin cho em thảo. Đó chính là cây phi điệp 5 cái trắng phú thọ lai like nhá. Với 6 mắt này. Đó, cây của nó rất là đẹp luôn. Chuẩn bị có hoa rồi, đường chỉ sọc này. Cây nào cũng đẹp hết luôn. Nhân dịp đầu xuân năm mới, gia đình em Thảo à, xin tri ân cô chú anh chị những chậu kiếm này. Đó, ngày hôm nay thì em áp dụng chương trình là mua một tặng một nhá. Một bao kiếm năm loại như thế này, em Thảo bán bình thường là 350 000 em Thảo bao ship đúng không ạ? Ngày hôm nay thì gia đình em Thảo sẽ bán tri ân cô chú anh chị là mua một tặng một. Tức là chúng ta mua 5 cây thì sẽ được tặng 5 cây nữa là 10 cây nhá cả nhà nhá. Đó và cây thực tế thì đây là những cái cây hàng em Thảo tuyển chọn để em bán chia sẻ cô chú anh chị ạ đó kiếm là một trong những cái dòng rất là khỏe và rất là uh, phát triển nhanh đúng không ạ nên người ta có câu là nuôi một cây kiếm ở trong nhà giống như là nuôi một con lợn nái đúng không ạ cây rất là khỏe mà đẻ rất là nhanh chính vì vậy là cô chú anh chị à, có thể biết là khi chúng ta đầu xuân năm mới như này chúng ta trồng một cây kiếm như này cuối năm thì nó sẽ rất là to và phát triển rất là nhanh luôn đấy ạ nhà em thảo có năm loại là kiếm xanh huế này đó, kiếm vàng phan trí Đây là cái kiếm uh, hàng mặt bông mẹ của nó cả nhà nhé Đây là xanh Huế này Đó, kiếm phan trí này Đó, kiếm hoàng long Kiếm huyết đỏ này, mặt bông mẹ này Đó, cuối cùng là kiếm vàng củ chi Còn đây là những cây thực tế của nhà em Thảo bán này Các bác nhìn này, cây hiện tại đang được khoảng tầm 5 cho đến 6 lá Đó, các bác nhìn này, đây những cái cây kiếm rất là xinh luôn Đó, kiếm phan trí này đó. Mua một tặng một tức là 350.000 em Thảo miễn phí ship cho cô chú anh chị và em sẽ tặng kèm cho cả nhà là 5 cây này nữa. Nhân dịp đầu năm xuân năm mới ạ Đó anh chị em yêu mến thì có thể gọi điện trực tiếp để đặt hàng với nhà em nhé. Năm nay là năm con trâu nên là đầu xuân năm mới em Thảo xin chia sẻ đến cô chú anh chị những chậu đai trâu giống lá xếp rất là đẹp để cô chú anh chị chúng ta có thể sưu tầm này. Đó, mùa xuân là Tết trồng cây đúng không ạ? Đó, những cái cây đai châu giống này thì các bác biết rồi đai châu có một số nơi gọi là nghinh xuân hoặc là có một số nơi gọi là ngọc điểm đều đúng đấy ạ. Đó tùy vào vùng miền và là một trong cái dòng hoa không chỉ đẹp và nổi tiếng ở Việt Nam đâu mà còn nổi tiếng ở trên toàn thế giới. Bởi vì hoa của nó là rất là đẹp, hoa nở bền được hơn một tháng và đặc biệt là ở với Việt Nam mình thì nở vào đúng dịp Tết Nguyên Đán nên là càng được nhiều cô chú chị yêu mến hơn. Đó ngay hôm nay thì em Thảo sẽ bán chia sẻ cô chú chị với giá rất là mềm luôn ạ. Đây là đai châu lá xếp nhé cả nhà nhé Có rất là nhiều màu em cho cô chú anh chị xem này Đó, có màu trắng này Đó, có màu bò sữa, màu đỏ Màu trắng tím này Có rất là nhiều màu đúng không ạ Màu cam, cam lửa, hồng cánh sen màu trắng tinh khôi này Đó, các bác có thể nhìn thấy này Màu tím, tím đen đúng không ạ Có rất là nhiều màu sắc để chúng ta có thể là à, trông Và đây là em thảo bán theo combo 10 chậu này Đấy, các bác có thể tham khảo giá trên thị trường. Ngày hôm nay em thảo bán giá chia sẻ với giá là 240 000 một chậu một uh, 10 cây như thế này. Đó, đây là những cái cây lá xếp nha các bác nhá. Những cây lá xếp em thảo bán tri ân nên những cái giá rất là mềm luôn nên là anh chị em nào yêu mến thì chúng ta có thể sưu tầm. Đó, đây cái màu này có màu xanh ngọc này. Đấy, màu tím này.